Xin chào cô bác anh chị em. Thì hôm nay em xin giới thiệu trà hoa hồng mà bên em cũng bán rất chạy. Đây, em cho anh chị xem. Đây là trà hoa hồng. Hoa hồng bên em. Đây là hoa cúc nụ nha anh chị. Chứ em cái loại này thì nó dễ bảo quản. Thì nó cũng chẳng cần chất chống mọt hay là chất chống ẩm hay là chất bảo quản gì thì nó cũng giữ được. Đây, chỉ cần để nơi khô ráo thoáng mát thì nó sẽ để được ít nhất là 12 đến 12 18 tháng. Còn cái loại mà trà hoa hồng mình ở rộ á thì bên em không có bán nữa, tại vì nó để khoảng tầm 2 đến 3 tháng là nó chua rồi, nên cũng vậy bay mùi nhanh lắm nên em cũng không bán lại đó. Thì cái giá trà hoa hồng này bên em á thì giá 500g là 330.000. Còn anh chị nào mà mua 100g á thì giá là 65.000 nha. 65.000 nha anh chị. Anh chị nào muốn qua mua trực tiếp á thì cứ ghé 36/8 Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Thì vô hẻm anh chị cứ quẹo phải là được nha. Em có để địa chỉ ở ngay góc này anh chị cứ tham khảo nha. Nè. Thì bây giờ là em chủ yếu là em lựa mấy cái mà nó ố như thế này ra để bỏ, chỉ giữ mấy cái nụ thôi, chứ không là mấy cái này á, nó nhiều khi là nó móc nó hư, nó làm ảnh hưởng hết toàn bộ mấy cái này. Với lại cái nào á, mà nó bị cháy đen á, bị quá nắng á thì em cũng bỏ ra luôn. Đây, cái này đang lựa để đóng cho khách. Thì pha trà hoa hồng á chủ yếu có hai cách chính thôi. Bạn nào á mà thích pha trà nguyên vị á, thì chỉ cần dùng cái này là em pha sẵn trước rồi, em pha sẵn trước đó rồi. Cái này em ủ 15 phút rồi nè. Đây nè. Đây nó nở như thế này. Nó nở như thế này nha anh chị. Đó. Này là 30 phút rồi. 30 phút nó nở như này so với cái góc ban đầu như xíu như này nè. Mà như vậy nè. Đó, anh chị thấy không? Nó còn nở nữa. Đây là em mới nước đầu thôi. Nó nở như đây. Còn có thể pha thêm nước 2, nước 3 nữa. Thì cái màu này nếu mà bên em do kho không có dùng chất bảo quản, không dùng hóa màu nha, nên cái màu của nó ra 10 bông thì ra vàng nhạt như thế này nè. Mà mùi của nó nồng lắm, nồng, thơm lắm. Chứ 10 bông mà đủ rồi. Anh chị nào mà thích thích trà hoa hồng mà nguyên vị á thì chỉ cần 10 bông là đủ rồi. Thì một ly như vậy, mình 10 bông thì như vậy mình cũng uống được khoảng thêm 2, mình uống hết rồi mình thêm chăm nước nóng thêm 2-3 lần nữa, hoàn toàn bình thường nha. Tiếp tục nha anh chị em. Bây giờ em hướng dẫn sơ cho anh chị cách pha trà hoa hồng ngũ vị nha. Thì ngũ vị gồm là thứ nhất là hoa hồng nha, hoa hồng nụ. Cái thứ hai á là kỷ tử. Thì tốt nhất anh chị nên nếu mà pha theo ấm như thế này nè, thì mình nên lựa kỷ tử khô. Còn mà anh chị mà pha theo ly nhỏ mình để uống á thì mình lựa kỷ tử mà dẻo một tí để mình ngâm khoảng 15-20 phút là nó ra nước trà rồi. Cái thứ ba là long nhãn. Cái thứ tư là táo đỏ. Cái này mình có thể dùng táo đỏ nguyên trái hoặc táo cắt lát cũng đều được nha. Táo cắt lát thì nó ra nước ngọt nhanh hơn. Đây. Hoặc là anh chị có thể dùng táo nguyên trái như thế này. Đây là kỹ tử loại 1 bên em. Đây nè. Mình có bỏ đầy cái này thôi là được. Trước mắt là mình cứ lớp dưới cùng thì mình cho hoa hồng vô. Rồi mỗi thứ này mình cho một nhúm vô là được rồi. Bóc một nhúm là được rồi. Đấy, bóc đầy lên hết.
dùng táo cắt lát thì nó ra nước ngọt nhanh hơn. Còn chứ mình dùng mà táo nguyên trái á, thì nó đẹp mắt là một, nhưng mà nó ra nước lâu lắm, mình phải ninh lâu lắm. Bỏ xong á thì lớp trên cùng á mình cho thêm một lớp hoa hồng nữa. Như vậy là được nha. Thì cái trà mà ngũ vị này nó còn một vị nữa, đó là mật ong. Tại bên em không có bán mật ong nên không có cho thêm vô được. Thì em sẽ cho nhiều long nhãn hơn, nhiều táo đỏ hơn để cho nó ra vị ngọt. Nên nói trắng ra là bên em chỉ có 4 vị thôi. Đây nè, thì trước hết á là anh chị, tại em làm ẩu rồi, trước hết là anh chị cứ tráng bình bằng nước sôi trước cho, xong rồi mình đổ nước đầu đi. Rồi mình mới ra mới cho nguyên liệu, mới cho trà vào. Thì nước sôi nè. Nước sôi anh chị cho nước đầu. Để nước đầu này mình cho vào mình đổ nha, mình không có uống nha. Mình cho nước đầu vào xong rồi mình lắc đều. Mình lắc đều. Để cho nó ra cái cặn á để mình uống. Mình uống nó không có bị sạn sạn ở miệng. Rồi nước này mình đổ đi. Mình đừng có chữ lại. Nước này mình đổ nha. Nó sẽ ra sạn rất là nhiều. Đó, anh chị thấy không? Ra sạn rất là nhiều. Anh chị kỹ nữa thì anh chị cứ rửa sơ từng nguyên liệu trước đi. Kỹ nữa thì cứ rửa sơ từng nguyên liệu trước rồi hãy cho vào. Em chỉ demo thử cho anh chị xem thôi nha. Rồi bây giờ mình cho nước vào nè, cho nước sôi vào nha. Cho đầy luôn. Rồi mình đóng nắp lại và mình ủ trà 15 đến 30 phút là mình có thể thưởng thức trà được rồi. Thì mình pha theo ấm như vậy nè, nó có cái túi lọc, có cái rổ lọc sẵn, mình tiện lắm. Mình uống nó đỡ bị mình lỡ phải lừa cặn ra. Đó, mình ủ trà như vậy là mình ủ trà 15 đến 30 phút. Thêm cái bình này á. Một cái bình trà như vậy á, một cái bình trà mà ngũ vị như vậy á thì mình có thể uống được mình có thể châm nước thêm 2 đến 3 lần nữa nha. Để bắt kịp cái hoa hồng với lại các nguyên liệu luôn. Máy em hơi cũ nên hơi lắc, thông cảm nha anh chị. Thì á, anh chị nào mà muốn mua cái trà hoa hồng khô này bên em á thì cứ ghé 36/8 Tân Trụ nha. 36/8 Tân Trụ, phường 15 quận Tân Bình. Thì vô hẻm, mình vô hẻm mình quẹo phải giúp em, vô hẻm 36 mình quẹo phải giúp em. Em có để địa chỉ hotline Zalo của mình ở góc này, anh chị có tham khảo giúp em nha. Rồi, xin phép anh chào anh chị tại đây để em đóng hàng để giao cho khách cái đã. Rồi, bye bye anh chị nha.